khung cảnh ở đây rất là đẹp nha các bạn. Vừa câu cá vừa ngắm hoa thật là tuyệt vời. Câu cá quả là một cái thú tuyệt vời. Nhưng ai để dấn thân vào thì đam mê không thể nào dứt ra được. Nó nghiện còn hơn cả anh nghiện nào. À, người thì nghiện ma túy, kẻ thì nghiện rượu. À, tôi nghiện hết. À, còn tôi thì nghiện câu. Đó là lời tựa của những kẻ đam mê cá mú. Và bây giờ anh em chúng tôi đang ra hồ buông cần. Đó, cần một cần, hai cần, ba cần. Và tất nhiên tôi là bốn cần. Hy vọng ngày hôm nay sẽ có cá lên cho các bạn xem. Trời ơi, con cá mè này các cụ. Vừa thấy cá mè lên các cụ. Trời ơi, nó tưởng tượng đây, tăm nó lên. Đấy, 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 đấy. Cô đang chạy đấy các bạn ơi. Đây, đây. Lại gần review cho anh em coi luôn. Đấy, trục, 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 trục. Nó chạy từ bên kia. Wow. Hề quá. Hề quá anh Đức ơi. Quá trời phê anh Đức ơi. Wow, wow. Hàng nha các cụ ơi. Nghe tiếng máy rít là biết rồi. Hàng không phải vừa đâu. Không phải vừa đâu. Hàng này nó chạy ra rồi các cụ ơi. Wow. Lên không? Nó lên rồi hả? Mới thấy cái đuôi, kể nó đi cho nó chạy đây. Ghê lắm mọi người ơi. Wow. Nghe nó rít kìa mọi người ơi. Má con này chạy dữ vậy ta. Kể nó đi, con này to mà em ơi. Con này phải đầu 20. Con này phải chục ký ạ. Em gì? Em thấy vậy, cái vây của nó lên phải tầm 20 á. Cái đuôi như là cái bàn tay xòe to gấp to lắm luôn. Nó gồng hết sức cỡ đó rồi mà. Wow. Nhúng cái đầu cần vô đúng rồi. Anh ơi. Không cháy. Ôi, dây mạnh lắm, nặng lắm hả anh Đức? Anh cho em vòng phát được không? Lên đây anh ơi, cố lên. Ép nó, nó vô rồi đấy. Đang vô rồi đấy. Đang vô, đang vô. Đang vô. Nó to quá, nó nặng thì không ấy được chứ sao nữa. Trật sao? Con em giữ máy không? Mẹ thấy mẹ rồi. Sao vậy? Cái gì á? Vì nó dính cước con kia à? Chúng qua nữa rồi. Giờ sao? Sợ xả nó đi, xả nó đi. Thiên xuống em phụ đi Thiên. Thiên. Nhanh chứ không nó kéo ra đây anh Đức kìa. Nó kéo ra là đứt á. Đứng máy rồi không làm gì được. Giờ sao? Thiên mặc áo phao vô Thiên. Làm gì anh giỡn mặc anh? Áo phao bơi theo. Bơi theo cá hả? Chứ sao? Anh rảnh quá anh. Sao nó cứng máy vậy? Nửa con ra đây không đứt à? Đứt 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 đứt. Nó không lấy con được luôn. Giờ sao nó cứng đơ vậy? Không lấy con được luôn này. Giờ sao cái máy gì kỳ vậy? Nó dính vô trong cái lô quay á. Bị cái gì rồi? Nó bị nó chắc nó chảy mẹ rồi cái trong cái đeo đó rồi. Do nó quấn lại giờ nó rít mạnh quá mà. Nào Thiên, Thiên cầm cái dây đó sửa cho anh. Sao không quay được ta? Sao nó đứng luôn hay ta? Đứng luôn. Nó đâu có kẹt dây cước vào đống cái trục đâu. Thì khả năng nó đổ chốt trong này rồi. Đồ nó tuồn luôn máy ông ơi. Còn cá không anh? Còn anh cứ giữ đi, kìa mẹ nó đứt thì thôi giờ không còn cắt gì đâu. Tay quay thôi nên. Anh cứ giữ đi. Cứ giữ miết rồi anh cứ đi anh Đức ơi. Cái máy nó hư rồi giờ anh đi ngược lên này đi. Anh cứ đi kệ giờ đôi co với nó rồi biết sao được. Đồ máy nó bị các bạn theo mới kéo còn tí của mẹ tầm 22-30 gì đó. Nó kéo phát chảy luôn máy luôn. Mà cái máy này đâu phải máy cùi đâu. Cũng máy xịn đấy chứ. Gì đây mà nó kẹt cái gì đấy. Nó kẹt cứng luôn. Được không anh? Nó kẹt cứng luôn, máy xịn mà nó kẹt cứng luôn các bạn. Cá thì vẫn còn dưới nha mọi người ơi. Nó chạy xuôi rồi anh Đức này. Đừng nghe chạy qua anh kia là đứt. Anh quấn không được rồi anh Đức. Không quấn được đi, quấn được cái gì. Ê, nhục ghê vậy. Cái dù. Cái gì? Đủ mát cái dù, chết mệt tới đâu. Chết tới rồi. Anh đi lên anh Đức ơi. Chứ còn đường này thôi chứ còn đường nào khác. Ờ anh cứ đi lên đi. Cứ đi lên. Đấy bây giờ không quấn được, bây giờ chỉ có đường đó. Thằng beo kìa. Hả? Thì chắc vậy. Anh Đức lấy cần cùng Thiên á, lục cùng Thiên ném. Được, em cứ cầm qua Thiên. Không
được vô nơi ném đi. Thôi. Quá phê luôn các bạn ơi. Để chinh chiến với cái con cá này tôi phải. Sợ vướng cây không? Vướng cây thì không vướng được. Vướng cây thì không vướng cây. Vướng cây à? Sao biết? Rồi, ra, ra mà. Không vướng cây thì bắt cô tư, không có gì hết á. Thì anh đi lên thôi. Hay thiệt cơ ta. Mới sáng sớm rồi lên đến nóng mệt rồi, bây giờ chỉ có cắt này nó cứng hết. Mấy cây thì nó cứng mà nó quay mấy vòng riết phát là được. Hư luôn máy các cụ ơi. Điện anh Tổng cầm cho ba mấy cái tục vít ra. Bèo ơi, tắt máy đi Bèo kìa. Sửa máy. Rồi, nổi rồi. Đâu? Nổi phao rồi kìa. Nổi phao nhưng mà có thấy cá đâu. Ừ, thấy cá, thấy cá. Cá to đó. Trời ơi, quấn thử coi được không anh? Đến. Mà sao nó kéo ghê vậy? Nó lại kéo xuống rồi các bạn ơi. Nó lại kéo xuống rồi. Con cá này to đó. Đây, nhìn cái đầu cần này mọi người ơi. Nhìn đầu cần đi, nhìn đầu cần đi. Quá là phê. Cần lục này cần BX luôn đó mà. Nó kéo cỡ đó luôn. Wow. Chạy mà từ mình qua nó bị này nó mắc con nè. Cái máy của anh có vấn đề rồi. Ừ. Anh phải xem lại cái máy ra đi. Bởi vì khi mà nó tuông cái spool là nó nóng máy rồi bị sao á. Bây giờ chưa thấy mặt con cá, mới thấy cái phao lục lên thôi các cụ ơi. Giờ mình chinh chiến với nó cái, theo cái kiểu là bản năng thôi. Cái máy đã hư rồi. Không còn nhanh đâu, từ từ đó. Bây giờ nới côn, nới spool cũng không nới được luôn, nới cái đầu. Nới được không? Bay chốt luôn. Bay luôn chốt hả? Rồi xong. À, nó ra rồi kìa. Ôi trời ơi. Oh, what the... Wow. Té rồi mọi người ơi. Phúc. Cái gì vậy? Tới vặn ở đây làm lại coi được không? Trời trời, đau quá mọi người. Chết rồi, té đau chân quá. Được, được, từ từ, cá nó còn dính từ từ em ơi, chưa vợt được đâu. Nó còn cái máy nó làm sao đây nè. Giờ nó không quay được cái này. Xít cái đó mạnh vô. Đây hả? Ừ. Em không té đâu, em xít mạnh rồi đó. Đúng rồi. Hả, cá đâu rồi? Chạy xuống dưới hả? Đâu lên đây được anh? Trời ơi, đây đá tròn quá, té một cái đau ghê lắm mọi người. Vì một con cá mà. Té nó xém được gãy tay. Cá rồi, quấn được chưa anh? Quấn được chưa? Nó nhục ghê vậy. Nó chạy qua chạy lại hồi nó không chết à. Vướng cây rồi hả? Trời ơi trời. Làm gì đó có cây ta? Sao nó vẫn tuông spool được mà anh? Bây giờ nó tuông cái này ra rồi nè. Đúng không? Quấn rồi vặn vào lại. Vặn vào lại. Được, anh cứ giữ đứng im mà đi. Anh đi ngược đi em xiết cho. Ok. Xiết mạnh đi mới được. Sắp kỳ ta. Được không? Không được luôn anh ơi. Bây giờ làm sao ta? Không được luôn. Thiên ơi em lại xuống tí Thiên. Nó bị cái này long cái sụp cái đầu nắp spool ra rồi này. Phủ tí đây. Nhìn lại Thiên ơi. Để bắt con cá đừng để nó tuột. Nó to lắm. Kỳ ta. Nó bắt cây cho anh. À lên rồi, lên rồi, lên rồi. Nó lên mặt. Cái này hả? Ừ. Cái đó vô. Nó lên mặt rồi anh ơi. Anh cứ quay em giữ tay thôi. Không, không được đâu. Giữ tay sao quay. Bây giờ nó lên lại anh Đức kìa. Thôi xích được cái đó là được. Không được không? Không được, nó tuông lên đây. Nó tuông luôn á hả? Rồi. Sao tuông được? Có cá rồi ta. Nó tuông rồi. Nó còn đi lại lại đó mà. Anh gọi điện lấy cái máy khác đây Đức ơi. Giờ máy ra làm gì? Thì đứa bây giờ này chứ. Làm gì? Bây giờ thì không xích được ta. Anh không hiểu luôn á. Quấn không quấn được luôn mà. Quấn phủ cái tay, con tay đi. Cho vô đi. Con tay hả? Thôi giờ bỏ cước luôn hả? Bỏ được cái điểm thôi. Nhanh đi, đoạn này nó không mắc cây mà nó liệt rồi, nó chạy lâu lắm rồi. Chạy 10 phút rồi đó anh ạ. Do mình không có máy, mình không bèn nó vô được nè. Ừ, đúng rồi. Bèn nó vô đi, bèn nó vô đi. Cái này đúng là quay tay luôn à. Vướng cây kìa thấy không? Ờ, đâu? Cỏ, cái còn cỏ.
kể là không sao, không sao. Có một tí à. Cái này gọi là quay tay đó. Đây mọi người xem này. Trời ơi là trời. Lên phải lên, bắt buộc phải lên con hàng này cho được, cho anh em xem coi. Sướng quá rồi. Bây giờ chơi gọi là chơi thủ công đi, chơi theo kiểu khô máu luôn. Chơi theo kiểu bộ tộc đi, câu cá bằng cầm tay kéo vô luôn. Con mè này tầm mười mấy ký chứ mấy. Bắt đầu nó rơm à. Đâu chơi nó luôn. Mỏi tay em luôn. Mỏi tay hả? Cứ quấn em. Đó, sẽ có huy chương cho em. Mấy con cá này to quá mà. Phê lắm rồi. Chết mày đi. Chưa nổi phao mà, nó khỏe lắm. Anh cầm cái lô ra ngoài, cầm tay quay đi anh ơi. Ừ đúng rồi đó, anh Đức ạ. Anh Đức cầm cái spoon ra quay bằng tay luôn. Anh có bao tay không anh Đức? Anh Đức có bao tay không? Đây. Rồi đúng rồi, quấn. Rồi rồi rồi. Giờ chạy rồi. Nó hết sức rồi nhưng mà nó hết sức nhưng mà đây là ngọt cỏ, không có cây lớn đâu anh yên tâm. Vô Mai Dương là xong luôn chứ. Không, ở đây là gì có Mai Dương. Đây toàn là cây hoa hoa. Xong luôn rồi nè. Hả? Điên nó ra. Đi lên rồi, nó đi lên rồi mà. Quấn đi, quấn đi, quấn đi. Mọi người cá vẫn còn nha mọi người. Vẫn còn con cá này. Chiến đấu với nó. Khá là phê đấy mà. Còn ai Đức? Mẹ nó vướng chỗ đó đâu. Không, không sao đâu, nó đâm xuống á. Nó còn lên là được. Nó còn lên mà. Anh còn kéo được mà. Quấn đi, quấn đi, quấn đi. Ồ, phao lên, phao lên, phao lên. Quấn ừ, đây, 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 các bạn ơi, phao lên rồi các bạn ơi. Đây, đây, wow. To lắm. To lắm, to lắm. To lắm. Chạy là em nới. Anh Đức phải lợi dụng cái độ RV của cần á. Chứ đừng con đứt tay đây Đức ơi. Đồ đứt cây, đứt cây. Đứt cây này. Không vứa được. Thực. Cái quấn đi, cái ngọn. Cầm càng là biết đi. Ngọn của cái cỏ này này Đức. Đúng rồi. Không sao đâu. Cố lên, cố lên. Ừ, thấy phao rồi, thấy phao rồi. Thấy phao rồi mọi người ơi. Đây, để tôi review phao cho các bạn thấy. Đấy, xem lại, quay phao sát lên các bạn thấy. Đấy, cái phao đây. Thấy không các bạn ơi. Rồi, rồi đi đi Giang. Có chừng nó chạy vô bờ, cặp bờ có cây không anh Đức ơi? Có cây đâu. Cặp bờ có cây đi, anh lội xuống đi. Đây, nó đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó to lắm, con này phải hai mấy. Trời ơi. Con này phải 20 anh Đức ơi. Phê quá, phê quá, phê quá. Ai chục, ai chục. Ai chục nhưng mà cái con cá này, cái số nó chết là đúng rồi. Máy nó đã hư rồi mà vẫn bắt được nó rồi các bạn. Bắt được đâu bác? Bắt được, nó sẽ bắt được, nó chết chắc luôn. Chặn lên đâu. Nè, quấn đi, quấn bằng tay luôn. Các bạn thấy anh em Đắk Nông chơi khô máu không? Nếu mà thấy video, trời ơi, to. Nếu mà thấy video này hay, các bạn hãy cho tôi một like và một subscribe kênh nha các bạn. Để tôi tiếp tục có động lực làm những cái video hay hơn cho mọi người xem. Đấy, thấy không? Xém té luôn. Đây, con cá đây rồi. Chào các bạn xem con cá phát nữa. Đấy, trời ơi. Con này mười mấy ký. Con mười mấy là đến tầm 20. Trời ơi. Cô Bèo đâu? Vợt em. Cầm, cầm, rồi tắt đi em ơi. Vợt, cầm vợt em ơi. Thằng Bèo kia đâu rồi? Không, em quấn đi. Trời ơi, nhanh lên Bèo. Con vợt được à? Vợt được cái trời ơi, cái mồm nó. Má ơi, cái mồm. Nhanh lên. Cầm đi. Từ từ anh. Từ từ anh ơi, nó còn dậy đấy anh ơi, nó còn đập cái đùng cái cuối cùng nữa anh ơi. Anh cứ từ từ đi, cho nó đi tí nữa đi. Nó còn một phát cuối cùng nữa đó. Xuống nè, xuống tầng nè. Đừng có nương quá anh Đức ơi, đừng có căng quá anh Đức ơi. Nó lên rồi các bạn ơi. Nó lên rồi. Wow, nó. À? Ô nó còn hai móc thầy Đức ơi, kéo luôn đi. Ba móc luôn kìa. Rồi ba móc rồi, ok rồi. Mọi người ơi, không cần đấy, không cần vượt để em cầm mà em kéo lên cho. Cầm mồi kéo lên. Cầm cái mai anh ơi. Cầm cái đùng kia. Yeah.